Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tự lập trình C++. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang bài 6, tìm hiểu về toán tử logic và hoặc phủ định. Ở phần 2 chúng ta kiểm tra thêm về toán tử tiền tố, hậu tố, tiếng Anh thì gọi là prefix và postfix. Ở phần 1 này, chúng ta có cái toán tử logic và và chúng ta sẽ sử dụng là hai lần ký tự và các bạn ấn shift và số 7 ở trên bàn phím toán tử và này có nghĩa như thế nào? Chúng ta giả sử như chúng ta có hai cái giá trị kiểu bun các bạn nhé, kiểu bun tức là nó chỉ trả về hai giá trị thôi, một là chu và hai là phô, Hay cái khác là chỉ đúng hoặc sai thôi. Thì chỉ khi mà cả hai giá trị đều đúng thì cái kết quả của phép và mới được đúng. Còn chỉ cần một trong hai thằng sai thôi, ví dụ thằng này sai, thằng kia đúng, thằng này đúng, thằng kia sai thì nó vẫn đều trả về phô. Nó, nó giống như kiểu cái tiêu chí chọn vợ của anh em vậy. Ấy. Tất cả các tiêu chí này đều thỏa mãn thì nó mới đúng, đúng không ạ? Thì trả về chu, còn chỉ cần một trong các tiêu chí này mà không đúng thôi thì trả về phô luôn, đúng không ạ? Tiếp theo là toán tử hoặc, thằng hoặc thì nó hơi khác thằng n một chút Hoặc tức là gì? Nó có thể là có hai giá trị hoặc nhiều giá trị so sánh với nhau Nhưng mà chỉ cần một trong các thằng đó đúng thôi là trả về chu rồi Các bạn nhìn cái phần cách biểu đạt này, chỉ cần thằng y này À, thì cần thằng x này chu thôi là nó chu luôn rồi đúng không ạ? Hoặc chỉ cần thằng y này chu thôi thì nó đã chu rồi. Nó không quan tâm đến thằng còn lại, chỉ cần duy nhất một thằng chu là được. Thì cái này nó giống như kiểu tiêu chí chọn chồng của chị em ấy. Chỉ cần một trong các cái đống này mà anh em mắc phải thôi là nó không chọn luôn đúng không ạ? Nó mặc định là không chọn luôn. Đó. Tiếp theo là cái phép phủ định. Phủ định thì là gì ạ? Chúng ta đảo ngược lại thôi. Thằng đầu tiên x nó đang bằng chu chúng ta dùng phủ định thì nó lại thành phô đúng không Như kiểu lật kèo ấy đúng không ạ? x bằng phô thì chúng ta lật kèo lại thành chu thế thôi còn cái thằng hỏi chấm bằng này à, hỏi chấm hai chấm này này nó là cái toán tử điều kiện thì chúng ta có hẳn một phần riêng để nói cho nó nên mình sẽ nói sau nhé bây giờ chúng ta sẽ mở vs lên chúng ta thử cái toán tử và hoặc và phép phủ định từ màn hình vs các bạn chọn create a new project này chúng ta vẫn chọn con số app next bài 6, đúng không ạ Bây giờ chúng ta sẽ thử với hàm hoặc trước Chúng ta khai báo một cái kiểu là kiểu bool Kiểu dữ liệu là kiểu bool Tức là cái kiểu logic nó sẽ chỉ trả về kết quả là chuộc vô thôi Chúng ta có cái biến là kq tức là kết quả đúng không ạ Chấm phẩy Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái số A Int A bằng chẳng hạn như là 6 chẳng hạn thế Tiếp theo là B Chúng ta dán bằng 10 chẳng hạn thế Chấm phẩy này kết thúc lệnh này Kết thúc khai báo Bây giờ chúng ta sẽ thử cái thằng KQ chúng ta cho nó bằng mở ngoặc này KQ sẽ nhận là kiểu bun đúng chưa chúng ta sẽ KQ A khác B khác B các bạn nhớ là gì không A chấm than bằng B Đó. hoặc các bạn dùng hai cái phím đứng phím sực đứng ấy thì phím sực đứng nó nằm trên cái phím enter ấy các bạn ấn shift và cái phím ngay kề phím enter ở giữa ấy. đúng ấn sực đứng đây này hoặc ra mở ngoặc này a à, nhỏ hơn 3. Đó, các bạn cứ viết đi sau đó mình giải thích nhá. Chấm phẩy kết thúc lệnh này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái thằng kết quả ra xem nó ra là Và chúng ta sẽ giải thích console chấm while đúng không ạ? Đây, chúng ta đẩy ra cái thằng kết quả ra. Đây, giá trị của kết quả là đúng không ạ? là này chúng ta cộng với cả quy và chúng ta dùng còn số để chúng ta dừng màn hình lại đọc rồi bây giờ các bạn nhìn này chúng ta trong cái thằng kích ca quy này nó sẽ có thứ nhất là cái này là cái hoặc theo lý thuyết chúng ta gì ạ phép hoặc là kiểm tra giữa hai hoặc nhiều giá trị ở đây trong trường hợp này chúng ta sử dụng là gì hai cái giá trị giá trị thứ nhất là thằng trong ngoặc thứ nhất này, giá trị thứ hai là cái ngoặc thứ hai này, nó kiểm tra chỉ cần phép hoặc là gì ạ, chỉ cần một trong hai cái này là chu thì sẽ trả về kết quả là chu, đúng chưa? bên chúng ta sẽ ra xem, xem, xem kiểm tra này, a có khác b không? để dấu khác đúng không ạ? để các toán tử khác mà hôm trước chúng ta học rồi, a khác b thì a bằng sáu, b bằng mười đảm bảo khác rồi, chu rồi đúng không ạ? chu, thằng này sẽ trả về chu này. thế còn thằng này thì sao? a nhỏ hơn ba không, a nó bằng sáu không nhỏ ba đâu đúng không ạ? Như vậy cái thằng này bị phô mất rồi đúng không ạ? Nhưng mà thằng này chu. Như vậy theo dự đoán chúng ta là gì ạ? Chỉ cần một thằng chu thôi thì kết quả sẽ bằng bằng chu. Chúng ta chạy thử chương trình này nhá. Em năm này. Ở đây nó sẽ đẩy về kết quả là chu. Chúng ta sẽ phải thêm một dấu hai chấm vào nhìn cho đẹp hơn một chút đúng không ạ? Đây, kết quả là đây. Đẹp hơn tí. Em năm. Đó, thì các bạn à, giá trị của kết quả là chu nó chạy về chu đúng không ạ thì bây giờ chúng ta sẽ sửa lại một chút này à, bây giờ nếu trường hợp mà phép và thì sao Đó, và là gì ạ là cả hai thằng cùng thỏa mãn thì mới mới chu đúng không ạ chỉ cần một trong các thằng này sai thì nó sẽ sai luôn f 5 và mà phép và tất cả phải đúng hết thì nó mới chu được chưa các bạn nhìn thấy chưa nó có một thằng fail là thằng thằng này, này thằng này bị sai này a à, không nhỏ ba nó sai này nên là kết quả sẽ thành sai luôn đó thì cái thằng chem hoặc ấy nó ứng dụng trong trường hợp là giả sử như sau này chúng ta làm một cái bài tập là nhập vào số uh, tháng cho người dùng nhập vào một cái số tháng bất kỳ từ 1 đến 12. À, xong nó in ra màn hình xem cái tháng đó là có bao nhiêu ngày ấy thì chẳng hạn như cái tháng 31 ngày thì nó có tháng 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 thì chỉ cần là thuộc một trong các cái tháng đó thôi đúng không ạ? Là nó đã là có 31 ngày rồi, chứ không phải là thuộc tất cả các tháng từ 1 đến 12 đúng không ạ? Thì đấy là cái thằng hoặc đấy thì sau này thằng phép toán và và phép toán học hoặc ấy nó dùng trong rất nhiều các cái bài toán thì các bạn hãy để ý cái này nhá. Rồi phép toán phủ định thì sao? Bây giờ chẳng hạn như chúng ta à, có thằng này đang là phô rồi đúng không ạ? Bởi vì là một thằng phô nó đã phô rồi. Bây giờ chúng ta lại bôi ngoặc cho cả đám này. Đấy. Các bạn nhìn nhá, kết quả ban đầu chúng ta đang là phô này F5 nhá. F5 nó đang phô đúng không? Chọn nhìn lại này. Rồi nó phô, nó phô là bởi vì sao? Bởi vì là chỉ cần một thằng phô thôi, đây phép và chỉ cần một thằng sai thì nó sai luôn đúng không ạ bây giờ chúng ta lại phủ định cả cái đám này đi Đó còn để cái chấm than như này chúng ta f 5 các bạn xem kq nó bằng ra cái gì nhá các bạn thấy nó đảo ngược về không đúng không ạ như vậy chúng ta đảo ngược lại thành chu luôn đó thì các bạn để ý cái phép đảo này chúng ta có thể là biến nó chu thành phô phô thành chu do chúng ta đặt cái biểu thức dấu chấm than đặt cái dấu chấm than ở trước này được chưa ạ thì sau này các bạn làm bài tập thì các bạn sẽ hiểu hơn à, kiến thức thì tạm thời các bạn cứ hiểu như vậy đã à, sang phần 2 chúng ta tìm hiểu về toán tử tiền tố hậu tố tiếng anh nó là prefix và postfix thì à, chúng ta sử dụng cái dấu ký hiệu nó là cộng cộng và trừ trừ để biểu đạt cho cái việc là chúng ta tăng giá trị lên một hoặc là giảm giá trị đi một à, cụ thể như nào chẳng hạn như chúng ta ban đầu có cái biến a bằng một này à, khi chúng ta viết a cộng cộng thì kết quả nó sẽ đẩy về a bằng hai hay nói khác là cái thằng a cộng cộng này nó tương đương với việc chúng ta a bằng a cộng 1 đúng không ạ? Thằng trừ trừ cũng thế. Thì chúng ta a ban đầu bằng 1. Khi chúng ta viết a trừ trừ thì nó giảm giá trị của a đi 1 à, về a sẽ bằng 0 đúng không ạ? Thì khi chúng ta viết như này này thì cái cốt chúng ta sẽ ngắn hơn và nó gọn hơn đúng không ạ? Thì quy tắc viết dấu cộng cộng trừ trừ này thì chúng ta có thể viết đằng trước cũng được và viết đằng sau thì cũng được. Nếu nó đứng riêng lẻ thì cái việc mà chúng ta viết a cộng cộng hay a trừ trừ thì đều có tác dụng là tăng một hoặc là trừ một, đúng không ạ? và nếu chúng ta viết nó ở đằng sau đít thằng biến này a cộng cộng kiểu như này, a trừ trừ kiểu như này thì người ta gọi là postfix còn nếu chúng ta viết đằng trước biến thì người ta gọi nó là prefix được chưa à, chúng ta quan tâm đến cái việc là ưu tiên tính toán của thằng postfix và prefix nó sẽ khác nhau. À, giả sử như chúng ta có một cái phép toán hỗn hợp như này, chúng ta khai báo x bằng 1 là số nguyên này Y bằng 2 cũng là một số nguyên này Bây giờ chúng ta thực hiện để chúng ta tính ra kết quả của Z Z thì bằng gì ạ? X cộng cộng trừ đi cộng cộng Y cộng 1 Đó. Khi mà một biểu thức nó có phép toán tích hợp Giữa thằng cả thằng postfix và thằng prefix Postfix là cái gì ạ? Là cái thằng mà có viết đằng sau biến Postfix là cái này này Là X cộng cộng này Đã, Thằng này sẽ là postfix đúng không ạ? Còn thằng prefix là cái thằng viết đằng trước biến Thì thằng này thằng thằng prefix này Đúng không ạ? thì nó sẽ tuân theo quy tắc như sau ở bước 1 thì nó sẽ tính cái thằng uh, prefix trước à, thằng prefix là thằng nào step một đây prefix <laughs> chính là thằng cộng cộng y này đúng theo lý thuyết đúng không prefix <laughs> là chúng ta viết trước biến viết cộng cộng trừ trừ trước biến thì gọi là prefix thì chúng ta tính luôn cho thằng cộng cộng y trước thì y ban đầu chúng ta đang bằng hai 2. hai 2 đây bây giờ chúng ta sẽ tăng lên một giá trị thì y sẽ bằng ba đúng không ạ sang bước hai này nó thực hiện các phép toán còn lại đó các bạn chú ý này các phép toán còn lại thì chúng ta ở đây thằng x cộng cộng nó giữ nguyên này bởi vì chúng ta chưa chưa đến ưu tiên của nó chúng ta sẽ giữ nguyên x lúc này vẫn bằng một đúng không ạ x bằng một đây tiếp theo là dấu trừ giữ nguyên và tiếp theo là đến thằng cộng cộng y cộng cộng y chúng ta vừa tính rồi y sẽ bằng 3 đúng không ạ nó thay vào đây và thằng cộng 1 ở đuôi thì chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy là 1 trừ ba cộng một lúc này nó sẽ bằng là trừ một đúng không ạ bằng trừ một xong kết quả này rồi thì nó sẽ sang bước 3 là nó gán giá trị cho biến ở bên trái dấu bằng à, chúng ta thấy Z lúc này sẽ bằng trừ một luôn đúng không ạ và sau khi xong hết rồi bắt đầu nó sang đến bước 4 nó mới tính cái thằng postfix postfix là gì là cái thằng mà chúng ta viết theo kiểu là dấu cộng cộng trừ trừ sau biến thì nó tính thằng x cộng cộng đúng không ạ đây này x cộng cộng lúc này sẽ bằng x là bằng một đây x bằng một đây tăng lên một giá trị là x sẽ bằng hai à, như vậy là cụ thể là sau khi chạy cái đoạn này xong thì chúng ta sẽ có kết quả là X bằng 2 này Y bằng 3 Và Z bằng trừ 1 Như vậy mới đúng Còn nếu như bình thường chúng ta không nắm được quy tắc này à, Nếu các bạn tính cộng xuôi bình thường Chúng ta tính luôn thằng postfix trước Nó sẽ bị sai à, Chúng ta thử tính thử nhá. Đây chúng ta copy thử thằng này xuống này Tính thử này Đây copy thử ra đây đi Đó à, Chẳng hạn như thằng x cộng cộng này Chúng ta tính luôn này X cộng cộng Thì các bạn thấy là x chúng ta đang bằng mấy ạ bằng 1. Để tăng lên là phát là x bằng 2 luôn, đúng không ạ? x bằng 2. Dấu trừ chúng ta giữ nguyên, tiếp theo đến thằng cộng cộng y. y thì đang bằng 2 kia, đúng không ạ? y bằng 2 này. Bây giờ cộng cộng thì sẽ bằng 3 đúng không ạ? 2 trừ 3 cộng 1, đó. Thì các bạn sẽ thấy là 2 cộng với 1 thì bằng 3, trừ đi 3 bằng 0. lúc này z chúng ta lại bằng 0 mất rồi, đúng không ạ? z bằng 0. Đó, thì các bạn thấy là khác biệt giữa hai kết quả không? Thằng này z bằng -1. Còn nếu chúng ta không nắm quy tắc, hay chúng ta tính thì z lại bằng mất không đó Ê, bây giờ chúng ta mở vs lên chúng ta cốt thử cái đoạn này chúng ta xem kết quả như nào nhé từ màn hình vs các bạn chọn file này chúng ta tạo bài mới add new project Console số app và lệnh hôm nay là 6.2 đúng không ạ bài 6.2 ok chúng ta sẽ khai báo các biến như sau này một là int x bằng 1 và y bằng 2 chấm phẩy rồi xuống dòng Chúng ta sẽ khai báo là INTZ đúng theo yêu cầu bài toán z bằng x cộng cộng rồi trừ đi cộng cộng y rồi cộng thêm một chấm phẩy đó bây giờ chúng ta sẽ viết ra loại còn số y line. thằng x và thằng y thằng z đúng không ạ chúng ta sẽ viết là x bằng đó đây là cộng x anh chỗ d này y bằng cộng y và z bằng cộng z ok bây giờ chúng ta sẽ dùng dạng console chấm wiki để dừng màn hình chúng ta đọc chúng ta f5 chạy nhá đây là bài 6.2 đúng không ạ f5 chúng ta sẽ so sánh cái kết quả vừa nãy chúng ta tính toán xem là có đúng như chúng ta tính toán lúc trước không đúng không ạ đây bạn để ý này x bằng mấy x chúng ta bằng 2 đúng chưa x bằng 2 này đúng chưa thằng y bằng 3 y bằng 3 đây y bằng 3 đây và z bằng chữ 1 đúng chưa z bằng chữ 1 à, còn nếu như chúng ta tính theo cái cách lúc trước chúng ta tính và không nắm theo quy tắc này chúng ta không theo các bước này thì z chúng ta bằng 0 là sai mất đó thì đây là cái phần à, toán tử tiền tố hậu tố Sang đến phần 3 là ưu tiên toán tử. Khi mà các bạn viết một cái phép toán mà chúng ta chẳng hạn như chúng ta viết là 5 cộng 7 nhân 9 trừ 10 chia 2. Các bạn viết liền tù tì như thế nhưng chúng ta lại không hề có một cái dấu ngoặc nào để chúng ta cho thứ tự ưu tiên. Thì nó sẽ ưu tiên theo kiểu như này. Thế nhưng mà à, tất nhiên chúng ta chỉ tham khảo thôi bởi vì chả dạy gì chúng ta viết một cái phép toán dài ngoằng như thế để sau khi chúng ta kiểm tra lại chúng ta không kiểm tra được rất khó kiểm tra nên là thông thường thì chúng ta thường là chúng ta vẫn để gì ạ để ngoặc đơn để chúng ta cho nó ưu tiên trước nhé thì cái này chúng ta tham khảo thôi. À, sang đến phần 4 này. À, chúng ta làm cái bài tập như sau, các bạn à, ôn lại kiến thức cũ. Chúng ta sẽ tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. À, thì viết chương trình nhập vào hai số thực dương AB từ bàn phím. AB sẽ là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Sau đó chúng ta in ra chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. Ở đây có gợi ý sẵn cho các bạn rồi. Diện tích bằng cái gì? Bằng A nhân B, tức là hai cạnh nhân nhau đúng không ạ? Còn chu vi thì bằng gì? Bằng A cộng B xong tất cả nhân với 2. Thì cái này nó cũng xem xem với cái bài hôm trước chúng ta tính diện tích chu vi hình tròn thôi. Đấy các bạn hãy luyện tập nhá để chúng ta không quên kiến thức cũ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.